hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về giới động vật. Giới động vật được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm động vật không xương sống, là trong cơ thể chưa có xương cột sống. Ví dụ như mực, bạch tuộc, châu chấu, vân vân. Nhóm thứ hai là nhóm động vật có xương sống, là trong cơ thể đã có xương cột sống. Và bắt đầu từ lớp cá trở đi, cơ thể đã có xương cột sống. Về phân loại, nhóm động vật không xương sống bao gồm 4 ngành. Ngành thứ nhất, ngành ruột khoang, đại diện có thủy tức. Ngành giun gồm có giun đất, ngành thân mềm, ngành chân khớp. Về nhóm động vật có xương sống bao gồm 5 lớp: lớp cá, lớp lưỡng cư, lớp bò sát, lớp chim và lớp thú. Và ta đi tìm hiểu đặc điểm của từng ngành. Trước nhất, tìm hiểu đặc điểm ngành ruột khoang, đại diện có thủy tức, san hô. Sứa. Chúng ta đi tìm hiểu về cấu tạo trong của động vật ruột khoang. Ta sẽ đi tìm hiểu kỹ về cấu tạo trong của thủy tức một lần nữa để hiểu rõ. Cơ thể động vật ruột khoang là động vật đa bào bậc thấp. Ví dụ như thủy tức, cơ thể có hai lớp tế bào, đó là lớp ngoài và lớp trong. Và cơ thể hình trụ có nhiều tua mọc quanh lỗ miệng, đối xứng tỏa tròn. Và ta quan sát hình ảnh của thủy tức ở trong bể nuôi cá. Thủy tức có kích thước khoảng 1cm và có màu trắng hồng như thế này. Và người ta dùng cái banh để gắp con thủy tức ra, bởi vì nó cũng nó ăn dẫn nước. Tuy nhiên nó có thể ăn trứng cá con, trứng cá cảnh sau khi nở. Và đây là hình ảnh của sứa bơi lội tung tăng ở ngoài thiên nhiên. Và động vật ruột khoang cũng có rất là nhiều loài, rất là đa dạng. Ví dụ như là ta có các loại sứa phát sáng, sứa tua dài, thủy tức, san cành hải quỳ, sứa hình chuông, hải quỳ mặt trời, sải san hô hình hoa. Về đặc điểm cấu tạo của các động vật thuộc các ngành giun, cơ thể đa dạng. Ví dụ như cơ thể có dạng dẹp hoặc dạng ống hoặc phân đốt và có đối xứng hai bên, phân biệt đầu đuôi, lưng bụng, sống trong đất ẩm hoặc sống trong cơ thể sinh vật khác. Quan sát hình ảnh mẫu mổ giun đất cũng như cấu tạo trong, ta thấy các cơ quan bên trong cơ thể có đối xứng hai bên và chúng ta dễ dàng phân biệt được đầu đuôi, lưng bụng, bởi vì mặt lưng sẫm hơn mặt bụng. Và khi mổ động vật không xương sống thì chúng ta thường mổ mặt lưng. Ví dụ như mổ giun đất thì chúng ta mổ mặt lưng và để cho mẫu vật được ở trong nước, để chúng ta dễ dàng tách các mũi quan. Và khi mổ giun đất chúng ta mổ về phía đầu, bởi vì phần đầu tập trung nhiều cơ quan thì chúng ta dễ dàng quan sát hơn. Và sau khi mổ các động vật giun, ta thấy cơ thể của nó có đối xứng hai bên và phân biệt đầu đuôi lưng bụng rất rõ ràng. Ví dụ như ruột thịt có hai nhánh và tuyến tinh cũng có hai tuyến đối xứng hai bên với nhau. Và về độ đa dạng thì ngành giun có giun dẹp, giun ống và giun đốt. Đối với giun dẹp thì có sắn lông, sống tự do ở thiên nhiên, sắn lá máu ký sinh trong máu người và động vật, ấu trùng sống ở nơi nước bẩn có thể chui qua lỗ chân lông. Và sán dây thì ở đầu sán có rất nhiều các móc bám. Và sán dây cơ thể phân đốt và rất là dài. Và có các loại sán dây người, sán dây chó, sán dây bò. Và mỗi đốt có rất nhiều trứng và có cơ quan sinh dục dạng bóng phân nhánh thằng chịt. Sán bã trầu thì có hình bã trầu ký sinh ở gan hoặc nội tạng. Một số giun ống khác, ví dụ như giun mắc câu ký sinh ở tá tràng, giun cước và giun đũa ký sinh ở ruột non, giun chỉ ký sinh ở mạch bạch huyết và các bệnh phổi chân voi, giun kim ký sinh ở ruột già. Một số giun đốt khác, ví dụ như giun đỏ,
dươi, đỉa, vắt và xá sùng, trong đó dươi và xá sùng là hai loại thực phẩm có nhiều chất dinh dưỡng. Và chúng ta rất là dễ dàng mắc các bệnh ở run sán. Do vậy là chúng ta đi tìm hiểu nguyên nhân mắc bệnh run sán là chúng ta thường có thói quen ăn thịt tái, cá gỏi, ăn tiết canh, tiếp xúc nơi nước bẩn, tiếp xúc với động vật. Và chúng ta có thói quen quên rửa tay trước khi ăn và rửa rau sống chưa được sạch. Và theo Bộ Y tế khuyến cáo thì các nhóm tuổi có nguy cơ nhiễm cao như là trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Vậy thì cách phòng chống run sán, chúng ta phải rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, sử dụng nhà tiêu hoặc vệ sinh và giữ vệ sinh cá nhân như cắt ngắn móng tay ngón chân và giữ vệ sinh tay chân sạch và thực hiện ăn chín uống sôi và ăn rau sống phải rửa thật sạch trước khi ăn. Tiếp xúc với nơi nước bẩn, vệ sinh môi trường và thường xuyên tẩy run sán định kỳ 3-4 lần trên năm. Và chúng ta đi tìm hiểu thêm một ngành động vật thuộc động vật không xương sống, đó là ngành thân mềm, với các đại diện như là trai, sò, ốc, hến, mực, bạc tuộc. Và cơ thể của động vật thân mềm là cơ thể thân mềm không phân đốt và thường có vỏ đá vôi, ví dụ như một vỏ như là ốc, các mảnh vỏ như là sò, hến, trai sông và vỏ tự giảm, ví dụ như mực, bạch tuộc. Với những động vật này thì cơ quan di chuyển của nó rất đơn giản, ví dụ như là chân bụng như ốc, chân rìu như là trai sông, chân đầu như mực bạch tuộc. Tóm lại, động vật thân mềm là cơ thể mềm không phân đốt, có vỏ đá vôi, thể trạng hai mảnh hoặc tự giải và cơ quan di chuyển rất đơn giản. Chúng ta đi tìm hiểu về ngành động vật thứ tư thuộc nhóm động vật không xương sống, đó là ngành chân khớp. Ngành chân khớp được chia làm 3 lớp, lớp sắp xác, ví dụ như là tôm, chân kiếm, cua và rắn nước. Lớp hình nhện, ví dụ các loại nhện, cái ghẻ, ve bò và bọ cạp. Và lớp sâu bọ có rất nhiều loài, ví dụ như cánh cam, ve sầu, kiến, ong, ruồi, muỗi, vân vân. Và động vật ngành chân khớp mà chúng rất đa dạng, trong đó lớp sâu bọ là lớp có số loài lớn nhất trong số loài động vật. Và về đặc điểm cấu tạo ở ngoài thì động vật chân khớp và các phần phụ, ví dụ như râu, chân và các phần phụ khác thì nó luôn phân đốt khớp động, cho nên làm cho chúng di chuyển rất là linh hoạt. Và về cấu tạo thì luôn có vỏ chitin che chở bên ngoài và là chỗ bám cho cơ, và đồng thời sự tăng trưởng luôn gắn liền với sự bột sát. Đối với các lớp như lớp bình nhẹ, lớp giáp sát và lớp sơ bộ đều có quá trình tăng trưởng gắn liền với bột sát, đều có vỏ chitin và các chân hay các phần phụ luôn phân đốt khớp động. Đây cũng chính là đặc điểm chung của động vật chân khớp. Và có rất nhiều loài động vật thuộc ngành chân khớp mà chúng ta có thể gặp trong đời sống, ví dụ như là ruồi, muỗi, đọng ngựa, rắn, ve sầu, ong, chuồn chuồn, bướm bướm, cò cào, có cánh cam, bọ hung, kiến, mối, nhện, bọ cánh cứng, châu chấu, rết. Và
đối với lớp sâu bọ thì chúng phá hại mùa màng rất là lớn. Do vậy chúng ta sẽ tìm hiểu cách tiêu diệt sâu bọ có hại mà không ảnh hưởng đến môi trường, ví dụ sử dụng đèn, mồi nhử, vợt, cũng như là nuôi các con vật tiêu diệt sâu bọ. Thì chúng ta vừa tìm hiểu đa dạng đặc điểm chung của động vật không xương sống, thì chúng ta sẽ đón xem một video nữa nói về động vật có xương sống. Các em thấy hay hãy nhấn like và chia sẻ. Xin cảm ơn các em rất nhiều.